Hello, xin chào anh em đã đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn cho anh em cái cách làm nhiệm vụ vạt dầu. Nhưng mà trước hết thì mình sẽ test nhân phẩm với cái dòng quay mới mở vé của bà phù thủy 30 vé trước nha. Sau đó mình sẽ mở đồng hành mới, đồng hành uniform, đồng phục trường á. Rồi chúng ta sẽ làm vạt dầu nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở vé trước nè. Cái tiệm ma nữ nè, ước nguyện tiên nữ nè. Bây giờ mình sẽ mở 30 vé đơn nha. Tại vì mình không có mình cảm thấy là nhiều người ở trên hội á, họ mở vé vé 10 rất là nhiều lần mà vẫn không ra được đồ. Mình thì mình chỉ test nhân phẩm bằng vé đơn thôi nha. Đó, hai cái rồi nè. Đó, tiếp tục cái thứ ba. Thẻ bói băng, cái này nó cho nhiều như các bạn. Cái nữa nha, vẫn là thẻ bói băng. Cái thứ năm nè, lửa bất diệt một cái, hơi lỗ rồi đó, lại thẻ bói băng, tiếp tục là thẻ bói băng. Nó cho cái thẻ bói băng một này nhiều ghê ta. Cái tiếp theo rồi, 10 thẻ bói băng. Combo 10 thẻ bói băng là cái này là mình sẽ có giá trị nè, nó sẽ được lì xì. Tiếp tục lại thẻ bói băng, quá trời thẻ bói băng luôn trời, mảnh ổn định rồi, thôi cái này thúi luôn. Mình coi lại cái áo coi, lửa bất diệt một lỗ rồi đó, 50 đồng mà một lửa bất diệt là thấy lỗ rồi đó. Lại thẻ bói băng, cái này rất là nhiều thẻ bói băng luôn nha các bạn. 60 thẻ 32 thẻ bói băng là mình đổi được một cái khung mới. Thẻ bói băng nhân 10 nè, ngon. 60 cái thẻ bói băng là được cái nón nha các bạn. Mình thì mình không có nhiều chi phí nên mình nhắm thì mình chỉ tầm khoảng 30 vé thôi, mình không hơn đâu. Bấm liên tục vậy nó tàn ra cái gì đâu không à. Ngưng một chút anh em. Đây, mình được 29 vé rồi. Tiếp tục nè. Bình xịt rực rỡ. Cái nữa nè. Thẻ bói băng, lại tiếp tục thẻ bói băng. Rồi, bình thuốc thạch anh. Có vẻ cái này chua nha các bạn. Lửa bất diệt. Chua rồi, chua rồi. Dòng quay này chua rồi. Mình có 3.000 mình xài hết. Mình còn 2.000 mình xài hết 500 rồi, còn rưỡi. Mình được 30 vé rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm hai vé nữa mình đổi cái khung đó thôi. Chắc là mình ngưng. Rồi, mảnh ổn định. Tiếp nè. Vi hè ám ảnh chán như trời. Lửa bất diệt. Lại lửa bất diệt. Phát nữa coi. Hả? Dạ khúc sao tóc. Ui, cái tóc kìa bạn. Trời đất ơi. Không tin luôn á, mình không nghĩ là nó ra luôn á. Tại vì mình thấy các bạn trên hội đều post rất là nhiều là các bạn nạp, các bạn quay tới 6.000 vé rồi vẫn chưa ra cái tóc với cái áo luôn. Cái này mình xài bao nhiêu ta? Mình mới xài chỉ có tầm khoảng chưa được 1.500, 1.500 á. Chưa được 1.500 phiếu. Là 30 lần quay, mỗi lần quay 50. Là đúng rồi, tầm khoảng 1.500 phiếu. Đây, mình mới có 1.250 nè. Có nghĩa là mình mới quay được có 25 lần thôi các bạn. Mình thử mình bán cái này coi bao nhiêu tiền nha. 2.100, nếu tăng giá 10% là 2.400 thôi. Không bán đâu. Mình xài luôn các bạn ơi. Đây, có tóc mới rồi. Đây. Lên được 207 lực chiến. Mặc luôn. Trùng màu với bộ đồ mình luôn các bạn. Hên ghê không? Đỡ phải tốn tiền thay đồ. Thì bây giờ mình đổi loli để mình sẽ làm video clip ném rổ dành cho loli lùn nhất có thể đó. À, tóc này rất là đẹp nha các bạn. Nhìn cũng rất là dễ thương. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử dòng quay này nha. Đầu tiên mình test cái miễn phí trước, dòng quay đồng hành.
Ờ, miễn phí mà ra luôn à? 6 sao, 6 sao, 6 sao. Ơ, Chimezen 5 sao. Mình nhớ con này ở bên server C nó là con 6 sao mà tại sao Việt Nam nó là con 5 sao ta? Lạ nha. Rồi, bây giờ mình thử vòng quay 10 luôn nha. Rồi, xanh rồi. Một lần xanh, lần thứ hai cũng xanh. Lần thứ ba, rồi đó rồi các bạn ơi, 6 sao đi. Rồi, 6 sao. À, con này là 6 sao chắc rồi. Quá đẹp. Được hai con không ta? Rồi, khoe liền. Ra là phải khoe liền các bạn. Tiếp tục coi còn ra gì không. Rồi, cái kiểu cái độ này là hết rồi. Được một con. Thêm một con 6 sao nữa. Rồi, ok. Sau khi test nhân phẩm xong vui quá thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm vạt dầu nha. Thì cái vạt dầu này mình sẽ phân tích cho các bạn. Thứ nhất là con dơi nè, dơi đen chao đảo, nó là cái thứ nguyên liệu mà tăng cái điểm nhiều nhất. Thì các bạn có một cái công thức là 4 con dơi, lúc nào cũng là 4 con dơi nha các bạn, 4 dơi trước. Sau đó dựa vào cái tình hình phần trăm trên cái cây này, mỗi nấc nó là 20%, 5 nấc nó là 100%. Dựa vào tình hình phần trăm mình sẽ coi cái nguyên liệu là cái gì mình tiếp tục đưa vào. Thì dơi là tăng cái đường điểm nhiều nhất nhưng mà nó sẽ không ổn định. Nó lúc nhiều lúc ít nhưng mà nó rất là dễ làm phát nổ. Nên mình chỉ 4 dơi ban đầu thôi nha. Thì sau khi 4 dơi á, là các bạn sẽ tính tới cái việc là cho côn trùng hay là cỏ vào. Rồi, dơi thứ tư này nha. Rồi, nếu mà 4 dơi các bạn được SS giống như mình thì các bạn chuyển qua các bạn bỏ cỏ thôi. Đó. Một cỏ nè. Đó, các bạn chỉ bỏ cỏ thôi. Thì cái nhiệm vụ này các bạn lên 2S là các bạn ngưng, là các bạn đã được cái danh hiệu rồi. Không nhất thiết phải là lên 3S nha các bạn. Đó. Thì 3S các bạn sẽ được nhận thêm một phần quà nữa. Đó các bạn, cái nhiệm vụ này các bạn có thể làm nhiều lần. Các bạn thất bại các bạn có thể làm lại, thất bại các bạn có thể làm lại nha. Nhưng mà chỉ nhận quà một lần thôi. Đó. Mình lên 3S luôn rồi các bạn. Đó, mình thấy các bạn thấy hay không? Thì sau khi lên 3S luôn là các bạn thắng luôn. Và khi các bạn thắng á là các bạn sẽ có cái danh hiệu ở trong thùng đồ nè. Đây là cái danh hiệu dược sĩ phù thủy nha các bạn. Đó, các bạn ấn dùng là các bạn sẽ có cái danh hiệu mới, dược sĩ phù thủy. Rồi, thì mình có nhờ một bạn ở trong hội của mình quay thêm một vài cái công thức nữa. Thì các bạn xem cái video để các bạn thấy cái công thức này như thế nào. Cái này chỉ có canh theo phần trăm thôi nha các bạn. Nó sẽ không có phải là lúc nào 100% được 3S đâu. Nó khó đó, không phải dễ đâu. Thì công thức luôn luôn là 4 cái con dơi nè. Thì cái nguyên liệu mà côn trùng á là cái nguyên liệu mà bà phù thủy thích nhất. Nên nhiều lúc khi mà các bạn bỏ côn trùng vào á, các bạn bà phù thủy sẽ cho các bạn nấm để sử dụng nấm làm nổ cái nồi của người chơi cùng với bạn. Đó, thì dơi là cao nhất nè, côn trùng là cái thấp hơn và cái thấp nhất là cái cỏ. Đây các bạn, bạn này bạn thấy khi mà lên đã 2S rồi là không bỏ côn trùng nữa, chúng ta sẽ bỏ cỏ thôi. Thêm nguyên liệu cỏ vào thì cỏ nó sẽ tăng ít hơn. Đó, sát nút như thế này rồi nhưng mà chúng ta vẫn có thể bỏ cỏ được nha các bạn, nếu các bạn muốn kiếm 3S. Đó, 3S luôn không các bạn. Rồi, thêm một công thức nữa nha. Các bạn cứ dựa vào phần trăm mà các bạn xem nha. Đầu tiên vẫn là 4 dơi nha các bạn. Có rất là nhiều công thức 4 dơi, 2 côn trùng, 1 cỏ. Rồi có, nhưng mà mình chắc chắn là chỉ có 4 dơi ban đầu là chắc ăn nhất. Sau đó dựa vào đó và chúng ta tính phần trăm thôi. Chứ chúng ta không thể nào mà có công thức chắc chắn cho cái này được đâu. Cái này nó chỉ là hên xui. Đó.
Rồi. Một phát lên luôn các bạn thấy không? Giờ nó nổ đúng một phát 100% luôn. Đó, thì đây là video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay hãy cho mình một like, một subscribe nhé. Còn nếu các bạn muốn thêm những câu hỏi về cái vạt dầu này nữa thì mình tóm gọn lại luôn là cái vạt dầu này nó sẽ dựa theo phần trăm, và các bạn tùy theo cái phần trăm đó các bạn tính toán là các bạn nên bỏ nguyên liệu nào sau 4 con dơi là chính xác nhất, các bạn có thể làm nhiều lần nha để các bạn nhận danh hiệu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.